Mến chào các bạn. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về hai từ thúc dục và thúc dục. Trước hết, thúc dục. Thúc dục là động từ. Dục là dùng lời nói hay hành động làm cho việc gì đó tiến hành nhanh hơn, sớm hơn. Thí dụ, đội trưởng dục các đội viên đi nhanh hơn. Thúc dục là dục liên tiếp. Thí dụ, tiếng trống thúc dục liên hồi. Thứ hai, thúc dục. Thúc dục không có trong tiếng Việt. Viết thúc dục là viết sai chính tả. Như vậy, chúng ta phải dùng từ thúc dục mới đúng. Các bạn thân mến, tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về hai từ hoang vu và hoang vắng. Mến chào tạm biệt các bạn.